Mình cần có màu cam để làm bí, màu đen để làm cánh gòn và chỉ sợi nhỏ màu trắng để trang trí, theo trang trí màu đen để theo trang trí kéo ghim đánh dấu. Mình sẽ sử dụng mắt đốm 12 đến 14 mm, kim móc 5 chấm, vì mình xài nhung này là nhung mèo sợi nhỏ nhít và gòn để nhồi với chỉ màu cam. Bây giờ mình sẽ làm quả bí. Mình sẽ móc 2 mũi móc xích, 1 2, vô mũi thứ hai này 8 mũi đơn, 1 2 3 4 5 6 7 8. Mình sẽ gài lên miếng dán vào cuối hàng. Hàng 2 mình sẽ làm 8 mũi tăng. Bốn năm sáu bảy tám. Hàng thứ ba mình sẽ làm 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. 1 và 1 mũi tăng. Mũi tăng mình sẽ làm 2 mũi đơn cùng 1 chân. Cứ làm 1 mũi đơn và 1 mũi tăng nhân cho 8 lần. Bây giờ hàng thứ 4 là mình sẽ làm 1 mũi đơn, 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Bây giờ ghi đánh dấu đi. Cứ làm 2 mũi đơn và 1 mũi tăng nhanh cho 8 lần. Và mình đã xong hàng thứ tư. Tiếp tục làm hàng thứ năm là mình làm 3 mũi đơn và 1 mũi tăng nhanh cho 8 lần. 1 2 3
và một ngói tăng. Cứ làm như vậy 8 lần. 1 2 3 và một ngói tăng. Mình đã xong hàng thứ 5. Bây giờ mình sẽ làm hàng thứ 6 là 4 mũi đơn. 1 2 3 4 và một mũi tăng. Cứ làm 4 mũi đơn và một mũi tăng nhanh cho 8 lần. Và mình đã xong hàng thứ 6. Bây giờ mình sẽ dời cái bánh chấu lên. Tiếp tục mình làm hàng thứ 7 đến hàng 14 là 8 hàng trên 48 mũi đơn. Và mình đã xong 8 hàng trên. 2 4 6 8. Bây giờ mình sẽ gờ ghim dấu lên. Tiếp tục móc hàng 15 là 4 mũi đơn. Và một mũi giảm. Cứ làm 4 mũi đơn và một mũi giảm nhanh cho 8 lần. Sẽ làm hết vòng tròn. Xong hàng 15, bây giờ hàng 16 mình lại làm 3 mũi đơn. 1 2 3 và một mũi giảm. Làm 3 mũi đơn và một mũi giảm nhanh cho 8 lần. Xong hàng 16, bây giờ hàng 17 mình sẽ làm 2 mũi đơn và một mũi giảm nhân cho 8 lần. Xong hàng 17,
Bây giờ hàm 18 mình sẽ làm một mũ đơn và một mũ giãn nhanh cho 8 lần. Bây giờ mình sẽ nhồi gọn vô. Bây giờ mình đã nhồi đầy, mình sẽ dời ghim đánh dấu lên và tiếp tục móc. Hàm 19 là 1 ít và 1 bớt. Một mũi đơn và một mũi giảm nhân cho 5 lần. Và mũi cuối cùng này là một mũi đơn. Hàng 20 mình sẽ làm 5 mũi giảm. Và là một mũi trượt. Cắt chỉ chừa khoảng 20 cm.
và mình đã xong thân quả bí. Bây giờ với chỉ màu đen, mình sẽ làm cánh dơi, móc 2 móc xích, 1, 2, và bây giờ vào mũi thứ 2 từ kim xuống, 1, 2, mình sẽ móc vào mũi thứ 2 này, 8 mũi đơn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ mình sẽ gài kim đánh dấu cuối hàng. Hàng thứ 2 mình sẽ móc 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. Nhanh cho 4 lần. Xong hàng thứ 2. Tiếp tục móc hàng thứ 3 là 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Nhanh 3 lần. Nhanh 4 lần. Bây giờ mình sẽ dời kim đánh dấu lên. Hàng thứ 4, mình sẽ móc 3 mũi đơn. 1, 2, 3 và 1 mũi tăng. Mình cũng làm cho hết hàng như thế. Hàng thứ 5 mình sẽ làm 4 mũi đơn và 1 mũi tăng. Nhanh cho 4. Xong hàng thứ 5, bây giờ hàng thứ 6 mình sẽ móc 3 mũi đơn và 1 mũi tăng. Nhanh cho 6 lần.
xong hàng thứ 6. Bây giờ hàng thứ 7, mình sẽ gấp đôi phần tay lại và móc xuyên qua cả hai. Một mũi trên và một hai xích, vô mũi xích thứ hai, một hai, mình sẽ vào mũi xích thứ hai, làm một mũi trượt và tiếp tục làm mũi kế này một ít. Tiếp tục mình lại lên hai mũi móc xích và vô mũi thứ hai là một hai, mình sẽ vô mũi trên cuối này là một mũi trượt và tiếp tục làm một mũi đơn kế trên này, một hai ba bốn năm sáu, mình lại lên hai mũi móc xích và vô mũi xích thứ hai là một mũi trượt, tiếp tục xuống trên kế này, xuống trên kế làm một mũi đơn, hai mũi đơn, một bính, cắt chừa 3 xăng, rút qua và mình đã xong một cái cánh dơi. Mình sẽ làm hai cánh dơi như thế này. Và cánh dơi thứ hai mình sẽ cắt chừa 25 đến 30 xăng để chúng ta khâu vào thân. Bây giờ mình sẽ làm cái tay với chỉ màu đen luôn. Mình sẽ làm hai mũi móc xích. 1 2 và cũng vào mũi xích thứ hai. 6 mũi đơn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ mình sẽ dài ghi mấy dấu ở cuối hàng. Hàng thứ hai mình sẽ làm một mũi đơn nối vào vòng tròn là một mũi đơn và một mũi tăng, nhân cho 3 lần. Mình đã xong hàng 2. Tiếp tục hàng 3, mình sẽ làm 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Nhân cho 3 lần. Hai
bây giờ mình sẽ dời ghim đánh dấu lên. Hàng 4 và hàng 5 là mình sẽ làm hai hàng trên 12 mũi đơn. Và mình đã xong hai hàng trên 1 2. Bây giờ mình sẽ làm một mũi trượt vô mũi kế này. Cách chỉ chừa 25 đến 30 xăng, và mình sẽ rút qua. Mình đã xong một cái tay và mình cũng làm hai tay như vậy. Bây giờ mình sẽ dùng kim để khâu bít lỗ. Và dấu chỉ. Cách chỉ thừa. Bây giờ mình sẽ dùng chỉ đen nhỏ để chia cái múi của quả. Mình sẽ đâm từ dưới thân lên. Giữ. Mình sẽ chia làm 4 khứa. Mình sẽ chia làm 4. Và mình đã có 4 khứa. Bây giờ mình sẽ dấu chỉ thừa. Mình sẽ dùng chỉ trắng để khâu tạo cánh.
khâu nửa trên thôi, nửa dưới mình sẽ không khâu. Bên này cũng thế. Mình sẽ dùng kim và dấu chỉ thừa đi. Bây giờ mình sẽ định vị tay ở hàng thứ 3. 1, 2 và ở hàng thứ 3. Không tính điểm giữa. Mình sẽ làm thành hai mũi hai bên như thế này. Và cánh bên này mình sẽ định vị thẳng với tay và hàng 8, 2, 4, 6, 7 và từ hàng 8 trở xuống. Bên này cũng thế. Bên này mình sẽ giấu chỉ thừa ở phần này đi. Mình cũng sẽ định vị từ cánh xuống. Từ tay xuống, cắt tay một hàng.
Bây giờ mình sẽ định vị mắt ở hàng giữa hàng 9 và 10. 2, 4, 6, 8, 9. Giữa hàng 9 và hàng 10. Mình sẽ cắt nhau xong mũi 2, 4, 6. Bây giờ mình sẽ cho một chút keo. Dán mắt vô. Bên này cũng thế. Bây giờ mình sẽ định vị miệng. Ở hàng 12 và 13. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Và hàng này là 12. Mình sẽ giữa hàng 12. Cách nhau 9 mũi. 2, 4, 6, 8, 9. Và hàng 12 và 13 là xuống 2 hàng. Bây giờ mình sẽ dùng chỉ đen để theo miệng. Bây giờ mình sẽ tạo răng.
xong mình chừa chỉ dài một chút nữa, mình lỡ cắt hơi ngắn. Và mình định vị thêm lông mày trên mắt một hàng và xéo lên một hàng để làm cho lông mày nó giận dữ, cắt nhau 2x. Sẽ giấu chị. Và mình đã xong bít đỏ, người bí đỏ dơi, bí đỏ dơi Halloween. Chúc các bạn có sản phẩm đẹp để trưng Halloween nhé. Nếu yêu thích kênh thì hãy like và đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.